cho bà nội ra ngoài nhà mình chơi. Thế là lúc về lại cho bà nội lên xe máy về bây giờ. Bây giờ cho Mun mới bo vào để giả xe các bạn. Bà đi đâu đó? To hết. Đi xuống đây, xuống. Đi xuống. Cho vào. Cho vào. Đi, đi xuống. Đi xuống. Đi xuống. 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 Đi đây. Cho nó quả này. Này, này cho này. Đứng lên cho, à, là, cho. Này.
Này bắt rồi này. À đi. Mày cướp nhanh thế mày. Đi bà. Bà ở đâu ấy? Nhãn ở Mỹ. Yeah. Ăn đi. Này. Này yeah. Nhanh lên. Đi. Ăn nhanh thế. Nào. Thế ta chưa bắt được đã ăn rồi. Ăn cướp à? Cho lại còn kiểu ý. Láo thế chị đẹp ăn cướp người ta. Ăn cướp thì còn đi cắn nữa đi. Để không bóng vỏ mẹ. Thôi chị ăn đi đừng cho nó. Thôi chị. Thấy nhiều rồi đó. Đấy. Phải xin rồi nhá, xin rửa thế đấy. Ai xin cơ mà? Chưa ai xin. À đi. Ai cầm cho nó, chị ăn đi. Cầm cho nó. Thôi, nó ăn rồi. Thôi, ăn chị ăn đi. Cầm với nó. Cô Thanh ăn đi, cô Thanh. Ôi, ôi. À, Mun. Bà cho lại con kiểu gì, Mun. Này con. Đừng cào đau đó. Chẳng chí lão vậy. Lên bị bè. Con nó xong lên nó chiến. Con nó xong lên nó chiến. Nó bị bè nhau. Bị bè nhau đấy mà cháu xin. Chín quả. Còn lâu nó mới cho không nhỉ? Ăn đi ăn đi. Nó ăn cái gì vậy? Nó ăn được hạt rồi mẹ. Không mới nhại. Nhả vỏ thôi. Hồi này nhãn hiếm rồi là ăn rồi. Đợt nợ nhiều chả ăn đâu. Đứng lên, đứng lên. Bò đứng lên. Đứng. Hết rồi. Nó cao vào tay đau lắm. Chả chịu. Tay chị Trung bị nào rồi? Nhá. Ôi, mặc áo dài vào chứ. Chả biết thế nào, nó cứ mẹ có cái. Mặc áo dài vào. Đi thôi, cháu xin nhá. Để chào cô Tay, chào mặt Trung nhá.